Nhiều nhân viên từ chối thực hiện Kaizen bởi ba hiểu lầm phổ biến: số mất việc vì quy trình tối ưu hơn, cảm thấy năng lực bản thân kém hoặc nghĩ rằng cải tiến là việc của quản lý. Vậy CEO phải làm gì để thay đổi điều này? Thứ nhất, thay đổi tư duy làm thuê. Doanh nghiệp nên truyền thông cho nhân viên hiểu. Khi đi làm, nhân viên không chỉ bán sức lao động mà cả trí tuệ cho doanh nghiệp. Họ chính là nhà cung cấp và doanh nghiệp là khách hàng. Kết quả công việc của họ làm ra tốt, giá trị cao, doanh nghiệp sẵn sàng trả xứng đáng. Còn nếu kết quả tệ, không ai mua, đơn giản thế thôi. Nhân viên cũng cần hiểu rằng, không cải tiến là tự làm mình giảm giá. Người biết dùng trí tuệ để cải tiến liên tục thì càng làm lâu, giá trị càng cao. Gừng càng già càng cay mà. Ngược lại, chỉ dùng sức lực, càng già thì hiệu suất càng kém. Thứ hai, giúp nhân viên sử dụng trí tuệ để Kaizen. Không cần phải thiên tài, chỉ cần được đào tạo đúng cách. Hãy giúp nhân viên hiểu Kaizen và sử dụng AI như một trợ lý đắc lực. AI sẽ khơi gợi những ý tưởng cải tiến tuyệt vời, giúp họ sáng tạo hơn trong công việc. Thứ ba, khen thưởng đúng lúc. Đừng quên khen thưởng và khích lệ kịp thời. Cải tiến nhỏ cũng đáng ghi nhận. Điều đó tạo động lực lớn cho những thay đổi tiếp theo. Bạn muốn khai thác sức mạnh của AI để cải tiến, hãy đăng ký theo link kèm theo. Kaizen không khó, chỉ cần bắt đầu từ những thay đổi nhỏ và đúng cách.